Xin chào tất cả các anh em nha. Video này mình sẽ cập nhật lại cho tất cả anh em dự án là Chai Falansi nhận tóc cần CHNR nha các bạn. Đây là một dự án có đối tác của các sàn giao dịch lớn như là Binance, UKS, Hotbit các bạn. Thì một dự án này có rất nhiều ông chủ lớn, sàn lớn hợp tác nha các bạn. Thì khá là uy tín nha các bạn. Thì mình cũng đã cập nhật thông tin dự án là Chai Falansi 1 triệu kính gửi người dùng. Withdraw sẽ bắt đầu từ ngày 31 tháng 3 nha các bạn. Và giá của mỗi mã thông báo CHNG là 4 đô cho một token. Nếu bạn chưa tham gia thì hãy nhanh tay tham gia CHNG trở thành cuộc cách mạng không thể ngăn cản Chai Falansi nha các bạn. Thì bạn nào chưa xem video của mình, chưa xem video thì xem lại ba cái video của mình nha các bạn. Một cái video là hướng dẫn nhận 130 token CHNG các bạn. Và một cái video hướng dẫn tạo ví Full Fan Wallet nha các bạn. Và một cái video là hướng dẫn áp địa chỉ My Full Fan vào dự án Chai để Chai Falansi để nhận token CHNG nha các bạn. Thì đây mình đăng nhập cho các bạn xem. Và khi đăng nhập vào app thì các bạn sẽ chưa có nhận được token nào đâu các bạn. Thì các bạn bấm vào một wallet list. Wallet list này các bạn, các bạn bấm profile nha các bạn. Thì nhiệm vụ khá là đơn giản các bạn. Các bạn chỉ việc nhập số điện thoại của mình thì nó gửi về các bạn ATM thì các bạn sẽ nhận được 30 token có kỳ hiệu là CHNR nha các bạn. Tiếp tục thì bạn confirm email nè các bạn. Rồi các bạn connect Facebook thì khi các bạn chưa làm nó có một dấu cộng chỗ này nè bạn, các bạn nhấp vào một dấu cộng là tự động nó connect nha bạn. Rồi connect từ Twitter các bạn nhận 15 token nè. Connect LinkedIn các bạn nhận 15 token nè. Nhiệm vụ nào là không được thì các bạn bỏ qua nha các bạn. Thì sau này token này sẽ list sàn Binance quá các bạn. Và bạn nào chưa tham gia dự án Arano nhận token ANDX thì cũng làm các bạn, khi các bạn đăng ký sẽ nhận được 100 token ANO nè bạn. Thì token ANO này được liệt kê trên sàn BKK Swap. Thì sàn BKK Swap thì các bạn đã biết đó, thì cái lượng giao dịch nó là đứng top 1 thế giới người ta các bạn. Thì việc Amazon ứng dụng tốt nè, phiên bản thử nghiệm của chúng tôi nè, để mình đăng nhập vào sàn các bạn. Và nó có nói là các bạn, ngày 25 tháng 4 năm 2021 Anano tiền trở lên trao đổi nha các bạn. Thì nó vào ngày 25 tháng 4 nó sẽ cho mình trao đổi nha các bạn. Và giá trị của nó các bạn, xác minh ID email của bạn để nhận 100 Anano, giá trị là 0.4 ETH. Thì bạn nào chưa xem những cái video thì mình hướng dẫn các bạn nha các bạn. Thì các bạn vào xem một cái video là hướng dẫn nhận 100 token Anano nè các bạn. Và một cái video là hướng dẫn verify email dán, mà có để phần link mô tả cho tất cả các bạn hết đó các bạn. Gọi tất cả các bạn và link download app thì các bạn chỉ việc đăng nhập vào thôi nha các bạn. Đây mình đăng nhập vào Anano nè các bạn. Thì các bạn sẽ thấy giá trị hiện tại của Anano là mình đã verify full nè các bạn. Mình đã nhận được 100 token Anano nè. Chỉ giá là 698 đô nè. Khá là ngon đó các bạn. Đây là một sàn giao dịch phi tập trung các bạn. Nữa nó cho mình swap nha các bạn. Chương trình này nó có chương trình bounty nè các bạn, có Google Map, có này nọ đồ, sẽ đích sàn BKK swap giờ Uni swap nè các bạn. Ấy thì nè Bethemer khá đến đi. Ok, như vậy mình đã cập nhật hai dự án cho tất cả các bạn. Đến đây cũng kết thúc nha các bạn. Mình chào tạm biệt tất cả các bạn. Hẹn tất cả các bạn vào những video clip tiếp theo từ mình nhé.